À, xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại quay lại bài lớp 6. Tại vì trong thời gian mà khi cô kiểm tra bài và chấm bài thì có một số học sinh mới vẫn bị nhầm lẫn giữa thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Nên hôm nay cô tiếp tục cho làm bài tập từ câu 1, có 3 câu, câu 1 và câu 3. Đó, và câu 4 này thì là câu văn nói. Nếu muốn giao tiếp tốt thì học văn nói cho thuộc. Ok, các em nhìn lên bảng này. Cái câu 1 này, my nephew là cháu trai của tôi này. Rồi studying math, cháu trai của tôi đang học môn toán. Thì cháu trai của tôi chỉ có một cháu trai, ở đây chỉ một cháu trai thì mình sẽ chọn động từ to be là is. Đó, my nephew là s này. Y là ở đây này, còn verb in là studying này. Đó. Các cứ áp dụng như thế thì sẽ làm bài rất là nhuyễn. Ok. Câu 2 này, her niece là cháu gái của cô ấy này. It is carrot every day. Cháu gái cô ấy ăn này, ăn này, carrot mỗi ngày. Nhưng mà xét cháu gái cô ấy là một người vui ba suy, chúng ta luôn luôn chọn it ăn có s nha. Có s thì mới có điểm, hay chưa? Đó, rồi câu 3 này, my nephew and my niece, cháu trai của tôi và cháu gái của tôi thì đang ngủ này, đang ngủ vào lúc này thì cháu trai và cháu gái hai người luôn luôn phải chọn động từ to be là are. Ok, đó, không được chọn y là số ít, là số nhiều. My nephew and my niece are sleeping at the moment. At the moment là vào thời điểm này, cháu trai và cháu gái đang ngủ. Rồi câu 4 này, câu 4 thì cô biết hết ra luôn, không phải đi tìm ngữ pháp grammar gì hết, mà khi ai đó người ta hỏi mình là have you eaten dinner yet? Have you eaten dinner yet? Nếu mình ăn rồi mình trả lời yes I have. Còn trả lời ngắn nữa thì yes, nhưng mà nên đừng có trả lời ngắn quá thành câu cục câu què không hay. Dài rồi câu mình chưa ăn mình nói not yet, not yet. Ok, mong là các em sẽ học mà thật giỏi về cái môn này ha. Thì nếu các em mà ai mà còn bận á, mà còn phải làm bài trên lớp á, thì vào cái kênh của anh Ngọc Đan Khiếm Thị á, là cô cho bài cho anh á, thì vào đó tua đi tua lại để coi cho nó thuộc nha, để làm bài cho nó tốt ha. Bye bye. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Video của em đến đây là kết thúc. Các anh chị thấy hay thì cho em một like và một subscribe để chia sẻ, để ủng hộ video của em mới kìa nha. Rồi, chào tạm biệt. Dừng phím.